Nghe chưa? Có. Trong hộp có âm thanh, xịn không? Xịn. Rồi. Wow. Đấy là khen cắm sim. À, camera. Ok, xin chào các bạn. Hôm nay mình đang có ở đây chiếc điện thoại gaming mà mình thấy hứng thú nhất khi mà mình được mở hộp ra. Đó là chiếc Lenovo Legion. Thì đây là chiếc điện thoại có cấu hình rất là khủng, và tất nhiên nó là một trong những sản phẩm đầu tiên sử dụng là Snapdragon 865 Plus. Thì cái mà mình muốn chia sẻ với mọi người là trong cái thiết kế ngôn ngữ nó rất độc đáo, đúng không? Đây, thì các bạn sẽ nhìn thấy camera selfie của nó được đặt ngang hông và là camera thò thụt như thế này. Đó, trong khi đấy các bạn thấy là trước đây các bạn chỉ thấy camera thò thụt là có thể nằm ở trên đầu, nhưng camera thò thụt của máy thì để ngang hông. Đấy, thì các bạn thấy là khi nó thò ra nó có một cái như cái miếng đấy, trông rất hay. Nhưng mà cái điểm trừ của nó chính là việc là camera thò thụt này hoàn toàn thể tác động vật lý. Với những camera thò thụt mà ở trên đây thì nó sẽ chìm vào bên trong. Nhưng mà camera thò thụt này thì các bạn thấy thao tác ban đầu là mình có thể ép nó kéo lên, nhưng mình nghĩ độ bền của nó sẽ có ảnh hưởng đôi chút. Mặt sau thì vẫn sẽ có cái hiệu ứng ánh sáng tương tự những chiếc laptop Lenovo Legion khác, và nó có họa tiết tổ ong khi mà để sát chính giữa này, các bạn thì nhìn thấy được, đúng không? Và Lenovo thì làm cụm camera ở rất thấp, có thể nói cực kỳ thấp, nằm gần giữa thân máy, khi phần lớn điện thoại sẽ nằm chếch ở bên trên này. Và các bạn thấy cái mặt lưng này của nó có các họa tiết ánh sáng cầu vồng, các bạn nhìn thấy trên video thì chính xác ngoài đời như thế luôn. Nó được làm dưới dạng vân họa tiết nên mà nó giúp cho chúng ta cái cảm giác là vừa sang vừa đẹp, nhưng lại không bám hồi dấu vân tay. Nó được làm cân đối đúng như thế này thì các bạn có thể cầm chơi game lâu dài thì nó cũng không hề sao hết. Thế thì tại sao lại làm camera như vậy? Bởi vì là đây là một chiếc điện thoại hướng đến cái việc là vừa có thể chơi game vừa có thể livestream. Thì camera nếu như đặt lệch ở bên này thì trong gương mặt các bạn sẽ không nhìn trực tiếp vào khán giả, nó sẽ bị hơi bị lác. Thì cái này camera sẽ để ở đây giúp cho các bạn có thể quay phim, các bạn chơi game sẽ trực tiếp cho chúng ta hơn. Đó, rất là tuyệt vời. Đấy chính là cái điểm một thiết kế rất mới lạ của nhà sản xuất này. Và nó cho chúng ta bên dưới là một cái cổng sạc, nhưng bên trái cũng có một cổng sạc nữa. Thì theo như Lenovo là các bạn sử dụng được hai cổng sạc này cùng một lúc để kích hoạt được cái hiệu suất sạc tối đa của nó là lên tới 90W. Ở phía bên phải chúng ta sẽ tìm thấy hai cái biểu tượng của Legion. Thì đây chính là những cái phím Air Trigger. Các bạn có thể đặt những cái phím này để có thể chơi một số cái tựa game nhé. Cái mà mình thấy ở đây đó là cái giao diện của nó. Một trong những điểm cộng là bản Trung Quốc nhưng nó lại có sẵn tiếng Việt cho các bạn có thể sử dụng được luôn. Rồi, nó có rất nhiều những tính năng hay. Điểm đầu tiên là sản phẩm sử dụng chúng ta là tần số quét màn hình lên tới 144Hz. Và hiện tại trên thế giới chỉ đếm đến đầu ngón tay những chiếc điện thoại có tần số quét khủng khiếp như thế này. Và thực sự là cái điểm hay của nó là các bạn nhìn thấy nó rất nhanh. Nó nhanh lắm, các bạn nhìn những cái trải nghiệm của mình này, cực kỳ khủng khiếp. Đây. Ui, các bạn nhìn sợ chưa? Quá ngon lành cành đào luôn. Đây là một số app mình chưa mở để có thể mở lên, nó ban đầu nó phải tải mới. Cái đấy là do yêu cầu của Android không nói. Nhưng máy nhanh quá. Nhìn. Ui, 144Hz nó cho tần số và cũng như cái cấu hình khủng phản hồi dã man thật sự luôn. Đi đến những cái tính năng hay khác, nó có một cái phần gọi là Legion Wiki. Cái này sẽ là giới thiệu những tính năng mới mà mình sẽ chia sẻ với mọi người. Ví dụ như nó có Legion Assist. Thì đây là một cái mà khi các bạn chơi game ấy, các bạn sẽ kéo xuống, nó sẽ chỉnh cho chúng ta như từ CPU, GPU xem là đang hiển thị tần số bao nhiêu. Có thể tăng tốc phần cứng để cho chơi game mạnh hơn này. Đấy, các bạn có thể ghi hình này, trình điều khiển này, các bạn có thể phát livestream này. Đấy, các bạn bấm vào một cái nó sẽ tự động trồi cái camera này lên. Các bạn thấy không? Đây là hình ảnh khi mà mình phát livestream thì nó sẽ như thế này. Trông rất là ngầu, và từ đó thì các bạn có thể thoải mái là biết được hình ảnh của mình như thế nào. Đó. Rồi, đây là vùng Legion, đây là một cái vùng là đề xuất chơi những số tựa game mình có cài rồi, nhưng nó bắt đăng nhập một số tài khoản như là QQ rồi cái tài khoản của Trung Quốc cơ. Thì đây các bạn nhìn thấy đây. Đây chính là cái phim Air Trigger chúng ta. Rồi, cái này không có gì lạ nữa. Rồi mình sẽ quay lại những cái khác. Và nó có tính năng là kết nối trực tiếp với lại cái bàn phím và chuột để các bạn chơi game. Tiếp, mình đến cái phần nữa là Dual Turbo Charging. Như mình đã nói rồi, các bạn sử dụng được sạc này, kép này. Các bạn sẽ có loa kép nghe rất hay và cũng như là tuyệt vời. Rồi, mình sẽ còn có là hệ thống một cái trục rung của nhà sản xuất này. Và đáng tiếc cái đấy không demo được, bởi vì là mình cầm đến tay ấy, nó sẽ rung một cái trục rung từ trái sang phải. Thế nghĩa các bạn thấy là game đi đến đâu thì nó sẽ rung theo cái cảm ứng như vậy.
khá hay, nhưng mà chỉ hỗ trợ một vài trò nhé, cũng chủ yếu mấy trò bên Trung Quốc thôi các bạn. Đây, phần cứng thì nó có hỗ trợ một cái cáp gọi là Type C1 hoặc là Miracast, nó cho phép chúng ta có thể truyền hình ảnh trực tiếp ra các cái TV hoặc là những cái màn hình khác. Rồi, nó có dual screen shooting, tức nghĩa là dùng cả cam selfie phía trước và camera sau để sử dụng. Đấy. Hoặc là các bạn thể gọi video call cũng được luôn. Đấy. Và đây là những cái công tắc cũng như thao tác sử dụng của nó. Ví dụ như các bạn có thể nhìn này, lắc hai lần thì nó sẽ mở nhanh đèn flash cho chúng ta. Đấy. Mình có thể là xoay cổ tay để có thể mở camera. Đấy. Thấy không? Rồi bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ có nhấc máy để có thể mở sáng, vân vân. Rồi. Phần giao diện con này rất là thú vị, bởi vì con này nhá có theme của siêu anh hùng như các bạn nhìn thấy của Avenger này, sau rồi nó lại cũng có theme một cái Avenger khác đấy, giống trong cái phần phim gần đây chúng ta xem, và chúng ta sẽ có theme của riêng với dòng gaming Legend này, mình sẽ apply cho các bạn xem. Và tất nhiên cái đèn này thì phát sáng trông cũng rất là ngầu, các bạn thể chỉnh màu đèn rồi cũng như thời gian phát sáng các thứ cho chúng ta. Ok, về camera thì mình chắc cũng không muốn nói tới, bởi vì thực ra đây là một chiếc gaming phone thì không phải là thế mạnh của nó về camera, nên mình chỉ nói qua là nó có chế độ chụp đêm này, chuyên nghiệp toàn cảnh panorama, có ảnh HD 64MP. Đấy, có video để các bạn có thể quay phim. Các bạn có thể phóng toàn màn hình, tỷ lệ chụp ảnh 43. Rồi, như vậy đây là bài trên tay và có nhiều mồ hôi các bạn cái chiếc Lenovo Legion. Rất hay, trải nghiệm con này rất độc đáo về cách mở hộp, bởi vì trong hộp phát ra âm thanh và thiết kế của nó cũng rất mới lạ. Các bạn nghĩ sao? Hãy comment cho mình biết và truy cập link bên dưới nếu muốn xem về giá bán các thứ nhá. Hẹn anh em các video sau.